đây bột vô thêm nha các bạn. Hồi lỏng. Sao đây? Ok, chúng ta sẽ dùng chảo chống dính. Ta dùng bột chiên dầu, chúng ta để vô, chế vô lên trên lớp sen nha các bạn. Ok, mình sẽ chiên cái đầu. Những cái cuộn âm sẽ tua nhanh nha các bạn. Khét rồi các bạn ơi. Okay. Xong một cái. Ok luôn, mình sẽ
làm này cho nó thành công mới được. Mình sẽ cắt đi khúc này, chừng nào chiên xong tới món tiếp theo mình sẽ chiên, mình sẽ bật lên đây các bạn. Bây giờ sẽ làm mì nha các bạn. Video này mình khuyên các bạn không nên làm heo nha các bạn. Video này mình khuyên các bạn không nên làm heo nha. Làm heo sẽ không tốt. Không các bạn bị ba mẹ các bạn chữ cái đồ thừa qua mình, có lên trên của mình cái chữ mình á. Ok, dính mà ok, ok luôn. Thiếu dầu các bạn ơi. Chế thêm dầu nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chiên bột. Đây chính là món cuối cùng nha các bạn.
bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đang chiên nha các bạn. Không biết ngon không nữa. Không biết ngon không nữa các bạn ơi. Mình cũng lần đầu vào bếp các bạn ơi. Clip trước thì mình đi sinh tồn, nếu mà clip đó được 10 người like thì mình sẽ làm tiếp tập 2 các bạn. Chắc là khỏi cần 10 người like đâu, mình cũng làm nữa các bạn ơi. Giờ đây khách sạn mình ơi. Trời ơi trời. Ôi giời. Các bạn ơi, đây chính là những món ăn mình mới vừa làm các bạn. Anh sẽ luôn cách xa người ơi. Sẽ ăn món mình mới vừa làm. Mình sẽ chịt tương ớt vô. Ôi trời, tương cà chắc bạn. Ôi trời. Okay.
sẽ thử. Chị già kinh dị quá. Tiên sẽ là bông sen chiên giòn. Bông sen chiên giòn á các bạn. Tiếp theo mì chiên giòn. Mời các bạn ăn nha. Mì ăn ngon lắm các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hay là lại cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Bye bye.